Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Abraham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Shurơ. Abraham nói về Sarah, vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Vả, vua Abimelech chưa đến gần người đó nên thưa rằng, lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng ấy là em gái tôi chăng? Và chính người nữ há chẳng nói rằng ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó. Bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng, ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi, quả hẳn sẽ chết. Vua Abimelech dậy sớm, đòi các tôi tớ mình đến thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. Rồi Abimelech đòi Abraham mà nói rằng, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Vua Abimelech lại nói cùng Abraham rằng, ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abraham đáp, tôi tự nghĩ rằng, trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng, này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta. Hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Đoạn, vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham và trả Sarah vợ người lại mà phán rằng, này, xứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó. Rồi vua phán cùng Sarah rằng, đây, ta ban cho anh ngươi 1.000 miếng bạc, số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi, và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ cùng các con đòi người. Vậy họ đều có con. Vả lúc trước, vì vụ Sarah vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va làm cho cả nhà vua Abimelech đều son sẻ. Chương 21. Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa trai mà Sarah đã sinh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày, Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả khi Isaac ra đời thì Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói rằng, Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười. Hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng, há ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sinh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. 9 ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ai Cập đã sinh cho Abraham cười cợt, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói, vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi.
ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Beersheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn vì nói rằng: "Ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết." Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng Aga mà phán rằng: "Hỡi Aga, ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn." Đoạn, Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra, nàng bèn thấy một cái giếng nước và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời vừa giúp đứa trẻ, nó lớn lên ở trong đồng vắng và có tài bắn cung. Nó ở tại trong đồng vắng Pharan, mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ai Cập. Về thuở đó, vua Abimelech và Phi-côn quan tổng binh mình nói cùng Abraham rằng: "Đức Chúa Trời vừa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm. Vậy bây giờ hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy." Abraham đáp rằng: "Tôi xin thề." Abraham phàn nàn cùng vua Abimelech về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt. Vua Abimelech bèn nói rằng: "Ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó. Chính ngươi chẳng cho ta hay trước. Ngày nay ta mới rõ đây mà thôi." Đoạn, Abraham bắt chiên và bò dâng cho vua Abimelech, rồi hai người kết ước cùng nhau. Abraham lựa để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy. Thì vua Abimelech hỏi rằng: "Làm chi để 7 con chiên tơ đó riêng ra vậy?" Đáp rằng: "Xin vua hãy nhận lấy 7 con chiên tơ này mà chính tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào cái giếng này." Bởi cớ ấy nên họ đặt tên chỗ này là Beersheba, vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. Vậy hai người kết ước cùng nhau tại Beersheba. Đoạn, vua Abimelech cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy trở về xứ Philistine. Abraham trồng một cây me tại Beersheba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistine. Chương 22. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: "Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây." Đức Chúa Trời phán rằng: "Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho." Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: "Hãy ở lại đây với con lừa. Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người." Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: "Hỡi cha." Người đáp: "Con ơi, cha đây." Isaac nói: "Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu." Abraham rằng: "Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu." Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: "Hỡi Abraham, Abraham." Người thưa rằng: "Có tôi đây."
Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng, trên núi của Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Jehovah từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Jehovah phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ. Họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Sau các việc đó, người ta thuật lại với Abraham tin này rằng, này, nàng Minca cũng sinh con cho em ngươi là Naco. Con trưởng nam là Uxơ, em trai là Buxơ, Kemuel, cha của Aram, Keshet, Haso, Findac, Jitlap và Betuel. Betuel là người sinh Rebecca. Minca sinh 8 người con trai đó cho Naco, em của Abraham. Còn người vợ nhỏ tên là Reuma cũng sinh con là Teba, Gaham, Tahach và Maaca. Chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Giê-ru-sa-lem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng, ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng, ta đứng cầu nguyện trong thành Giô-bê. Lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thế, có vật gì giống như cái khăn lớn níu bốn chéo lên từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phi-e-rơ, hãy chờ dậy giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lạy Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ dáy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng, chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dáy. Lời đó lặp lại 3 lần, đoạn thay thải đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, 3 người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với 3 người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, 6 người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà cọt nây. Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng, hãy sai tới thành Giô-bê mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng, Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chíp-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Si-ren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người
phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Chương 12. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng ngủ giữa 2 tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng: "Hãy mau chờ dậy." Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó, thiên sứ nói rằng: "Hãy nịt lưng và mang dép vào đi." Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: "Hãy mặc áo ngoài và theo ta." Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đằng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: "Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi." Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Roder đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đừng đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sáng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu, biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Vả vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng cũng gọi là Mát. Thi Thiên 139.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghét những kẻ dưới nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báu của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.